Ngày 4 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương, sinh năm 1983, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Hương mạo danh là cán bộ công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cơ quan trung ương và công an. Vì thế Hương nổ là có thể can thiệp trong các vụ việc nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu muốn lấy lại được tài sản bị lừa, nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để đi lo lót. Với thủ đoạn trên, bị can này đã lừa của chị T và nhiều người khác hơn 10 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Công an kêu gọi ai là bị hại của Hương đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, phối hợp điều tra. Công an cũng khuyến cáo người dân không nên tin tưởng vào các đối tượng ngoài xã hội để tránh bị sập bẫy lừa đảo. Chiều ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự, đối với ông Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976, Phó trưởng Phòng Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an còn khởi tố, bắt giam Trịnh Văn Đoàn, sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 1977, trưởng Phòng Phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 5 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có thông tin ban đầu về nghi vấn bắt cóc một cháu bé sơ sinh khi đang ở khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo đó, vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 4 tháng 11, camera bệnh viện ghi lại cảnh một người phụ nữ khoác áo blue vào khoa sản của bệnh viện, xưng là nhân viên y tế, và bế con của chị B, sinh năm 1998, quê Hậu Giang, đi chích ngừa, nhưng sau đó không thấy trở lại. Sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra vụ việc. Sau đó, công an đã tìm được em bé tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, cách bệnh viện hơn 40 km. Ngay trong đêm, bé sơ sinh được đưa về với mẹ. Đến sáng ngày 5 tháng 11, sức khỏe của bé và mẹ hiện ổn định. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội vưa ký thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai đề án 06 và phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tại buổi công bố hợp tác, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho biết đang tham mưu và phối hợp với các đơn vị để có giải pháp minh bạch thị trường bất động sản thông qua kế hoạch định danh số nhà, triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức giao dịch. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cho rằng, thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán có những diễn biến phức tạp. Nhiều đại án cũng liên quan đến thị trường bất động sản, lợi dụng những dự án bất động sản để thực hiện hành vi phạm tội. Qua đó phòng chống hiệu quả tội phạm liên quan tới bất động sản, tạo động lực, nền tảng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế, xã hội theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, số hóa thông tin về tài sản, định danh cá nhân về tài sản cũng là điều kiện thuận lợi để các chủ sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, nhà nước thuận lợi trong công tác quản lý. Trong tuần làm việc tới, từ ngày 6 đến 10 tháng 11 tới, của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra nhiều nội dung liên quan đến công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Điểm nhấn nổi bật, thu hút trong tuần làm việc là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 11 tới với nội dung chất vấn về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Các phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Một nội dung quan trọng khác là Quốc hội biểu quyết thông qua một số nghị quyết gồm Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Theo chương trình, trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết như Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản, Luật tổ chức Tòa án Nhân dân, sửa đổi, Luật đường bộ, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhiều vấn đề khác. Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53, ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, các báo cáo của Chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.